Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với mình các bạn ạ. Hôm nay kênh YouTube của mình chính thức đạt ngưỡng 1.000 người đăng ký rồi các bạn ơi. Đây là cái giao diện màn hình máy tính chính của mình ha. Để mình zoom lớn cho các bạn xem nè. Ok, 1.040 nghe 40 người đăng ký nha các bạn. Còn đây là kênh YouTube của mình ha, các video của mình vừa upload lên ha. Và hôm nay là mình làm clip này là để cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ trong thời gian qua. Thì tất nhiên 1.000 thì đối với người ta không lớn, nhưng mà đối với mình nó lớn lắm các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ làm clip là mình sẽ ăn mừng một ca súp bằng một cái ly bia khổng lồ ha. Mình sẽ quay cái cảnh mình chế tạo một cái ly bia khổng lồ để mình ăn mừng một ca súp. Ok, chúng ta cùng đi chế tạo. Đúng vậy, mình phải ăn mừng một ca súp của mình chứ. Tất cả thành tựu của cố gắng. Cái ly bia khổng lồ tiện lắm bạn ơi. Mình mà vũ bia xong là mình để này làm thùng rác cũng được nữa. Rồi là có cậu của nó nè. Bạn bè đâu vô khu bia phụ đà, đà, đổ vô phụ coi. Khu sẵn trong tường đi Đạt. Đẹp vô đi. Má lạnh quá, đầu lên tí nè. Má hài lên tí nè. Mày cầm một chút vô. Chút nó bể. Mày thiệt, thôi ra giật. Thiệt. Mày ra mày khui bia phụ nó coi. Lẹ nó kẹ, ra mày khui nó đổ lẹ coi. Đợi bớt đi. Ừ.
Trời ơi, 8 ngàn rưỡi lượt người coi trời con. Đây là đi mê tổng đồ, ngày nào quay clip lên cái đi mê tổng đồ. Ăn mừng được 1.000 người theo dõi. Hết luôn. Nó từng lon lon sắp đầy rồi, kể đừng gấp cưng. Lấy ra đi dơ lắm, trời lon tay chân mình. Ừ, nó dính vô. Quá dữ luôn. Hết chưa? Không, giờ từ từ nghe. Tạm tắt đi. 1, 2, 3, vô. Ok, mấy bạn ơi, mừng một ca súp ấy. Hôm nay mình ăn hết một con gà với lại uống hết một cái ly bia lớn chà bá này luôn nè các mấy bạn. Rồi, ok, cảm ơn các bạn nhiều. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, chia sẻ cho mình ha. Bye bye.